Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn quay trở lại với kênh ITP Club Channel ha. Ngày hôm nay là 19 tháng 12 và là ngày giao dịch thứ 3 của tuần này ha anh chị ha. Chúng ta còn 2 phiên nữa là đến đáo hạn phái sinh rồi. Và sau phiên ngày hôm nay mình chắc hẳn là anh chị đang có một cái sự tự tin quay trở lại đúng không? Có một cái sự tự tin quay trở lại trong ngày hôm nay ha. Ok, thì hôm nay thị trường đang đi đúng cái kịch bản mà mình đã vẽ ra từ những cái phiên đầu tuần trước vậy. Đầu tuần trước thì mọi người có nhớ rằng là mình vẽ một cái hộp không? Một cái hộp chữ nhật. Và mình có nói là cái hộp này, cái biên ở phía trên sẽ là 1130, biên dưới sẽ là cái vùng 1086, 1090 ha. Thì nếu không vượt được 1130 thì nó sẽ lui về biên dưới. Thì ngày hôm nay thị trường chạm cái biên dưới rồi anh chị. Chạm cái biên dưới trong một cái hộp sideways ha, trong một cái hộp sideways. Tuần trước phiên thứ 3, thứ 4 cơ hội để vượt nhưng không vượt được. Tuần này chạm cái biên dưới và đang hồi phục, đúng không? Đang hồi phục. Thì chúng ta thấy là cái kịch bản của chúng ta đang khá là sát thị trường luôn. Gần như là không sai anh chị. Dĩ nhiên là trong phiên nó có những thời điểm thị trường bao giờ vậy, nó ép cho anh chị đến mức ngạt thở, có thể gọi là cực kỳ hoảng sợ luôn đấy. Nhưng mà giai đoạn này thì mình chắc là giai đoạn này sẽ không phải là giai đoạn hoảng sợ quá nhiều, tại vì so với cái thời điểm một tháng trước, thị trường giảm từ 1250 về 1024 hơn 200 điểm, 230 điểm, thì đó mới chính là những cái giai đoạn mà hoảng sợ nhiều hơn, đúng không anh chị? Còn giai đoạn này thì đa số là anh chị đang hồi vốn hoặc là có thua lỗ thì cũng không thua lỗ bao nhiêu. Và thậm chí một số anh chị mà mua sớm theo mình nói từ cái giai đoạn cuối tháng 11 thì thậm chí là anh chị vẫn đang có lãi nhẹ chứ không có phải là thua lỗ nữa. Cho nên hoảng sợ thì không phải là quá hoảng sợ. Tuy nhiên tâm lý của mọi người chắc chắn là sau những phiên gần đây ha, 4 phiên giảm đỏ liên tiếp thì chắc chắn là sẽ là một cái tâm lý bất an. Và chiều ngày hôm nay đến thời điểm 2 giờ thị trường vẫn cho một cái cảm giác là bị đạp tiếp. Nó tiếp tục tạo ra những cái trạng thái lo lắng về mặt tâm lý. Nhưng mọi thứ gần như là vỡ òa sau 2 giờ 15 đúng không chị? Thậm chí là đến 2 giờ 20 thị trường mới bắt đầu kéo lên đúng không? Ngày hôm nay trong livestream buổi trưa thì anh chị nhớ là mình nói rất là rõ cái việc là mặc dù phái sinh thủng đáy phiên sáng nhưng không được nhảy vào sọt, cẩn thận, đó là một cái cú dụ sọt, sau đó thì nhà cái sẽ đảo lon để kéo lên tạo ra phân kỳ anh chị ha. Và rõ ràng cái điều mình nói thì nó đúng luôn chị, nó đúng luôn. Và sau 2 giờ 15 thị trường đã bắt đầu hồi phục đúng không? Thì hôm nay tất cả chúng ta thì chắc chắn là đã có một niềm vui trở lại. Tuy nhiên thì thị trường nó vẫn chưa xong chị, nó sẽ còn những cái khó khăn trước mắt ha, nó sẽ còn một giai đoạn nữa khó khăn, sau đó thì thị trường vượt qua được, lúc đó chúng ta mới bắt đầu là vỡ òa để chuẩn bị đón con sóng ăn Tết anh chị ha. Từ giờ cho đến Tết âm lịch chúng ta vẫn còn hơn một tháng nữa, một tháng rưỡi nữa cơ, cho nên cơ hội để có một con sóng ăn Tết vẫn còn. Tuy nhiên chúng ta sẽ tiếp tục cùng với nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn này của thị trường trong giai đoạn tới nha mọi người nha. Thì ngày hôm qua mình cũng có nói rồi đó. Để mà thị trường vượt qua cái giai đoạn khó khăn này thì mình đánh giá là sẽ tạo đáy sau đáo hạn phái sinh. Tức là từ giờ ngày hôm nay bắt đầu là có một cái đáy 1 rồi. Thì chúng ta sẽ cần thêm một cái đáy 2 nữa để xác nhận vùng này là vùng đáy ha. Thì trong 2 phiên sắp tới, ngày mai và ngày thứ 5 là phiên đáo hạn phái sinh. Sau đó thì để mà thị trường tích cực trở lại thì mình đánh giá là cũng phải sau Noel chị. Còn nếu mà thị trường thực sự tốt á, thị trường thực sự tốt thì nó phải có thể là bước qua năm 2024 cơ. Tức là nó rơi vào một cái tháng cuối của năm âm lịch, tháng 12 âm lịch, trước khi bước vào cái Tết ta đấy, thì khả năng lúc đó thị trường mới có sóng ha. Ok. Ngày hôm qua mình cũng có làm video nè anh chị, lại giảm 5 phút cuối phiên và hành động, cắt hành động. Thì ngày hôm qua trong video này Tùng nói rất là rõ cái việc là thị trường ngày hôm nay cái cơ hội hồi rất là cao đúng không? Cơ hội hồi rất là cao.
và nguy cơ để phá đáy 1076 cực kỳ thấp ha, vẫn có khả năng xảy ra nhưng xác suất thấp và cơ hội hồi rất là cao. Tuy nhiên cái diễn biến tâm lý trong phiên ngày hôm nay, tạo lập họ dồn ép chúng ta đến tận cái phút gần như là những phút cuối cùng của phiên giao dịch ngày hôm nay mới kéo lên đúng không anh chị? Họ chơi một cái bài tâm lý quá là ác liệt đối với chúng ta đúng không? Nhưng cuối cùng thì thị trường là tăng và chúng ta đã thoải mái hơn về mặt tâm lý nha. Cho nên anh chị nào mà chưa xem thì anh chị có thể xem lại cái video ngày hôm qua ở đây. Thì mình có nói rất kỹ những cái điều đó. Đó. Và nếu mà anh chị có thời gian chị có thể coi lại. Còn không thì anh chị cứ tập trung xem vào cái phiên ngày hôm nay ha. Rất là nhiều video mình đã nói với anh chị là thị trường nó sẽ rơi về cái vùng biên dưới. Đấy, video này cũng vậy nè anh chị. Tuần đáo hạn phái sinh nè, tích lũy tạm nền nè ha. Đấy, hoặc là có những cái video này rủ bỏ lui về sideways này, cái video này đấy, nói rất là rõ cái điều đó ha, rủ bỏ lui về sideways. Ok thì anh chị đang theo dõi thì cho Tùng xin một cái like một cái share nhé, và ngoài ra thì mọi người xem xong thì nhớ để lại cho Tùng một những cái trái tim hoặc là bình luận về cái suy nghĩ của anh chị về thị trường vào phần bình luận bên dưới video này, và số điện thoại của mình đang chạy ở phía trên góc màn hình này. Anh chị hãy liên lạc với mình để chúng ta có cơ hội đồng hành hợp tác cùng với nhau vượt qua, mình sẽ cố gắng giúp cho anh chị vượt qua giai đoạn khó khăn này của thị trường, gỡ được phần nào hay phần đó ha, nếu anh chị đang bị kẹt hàng đấy, hoặc là kiếm lợi nhuận ngắn hạn trong cái giai đoạn này, và chúng ta sẽ chờ con sóng, vẫn tiếp tục là kỳ vọng một con sóng ăn Tết cuối năm trong một tháng trước khi nghỉ Tết anh chị nhé. ID của Tùng là 8774 tại VPS. Anh chị có thể mở tài khoản hoặc có tài khoản rồi thì hãy chuyển ID về ha. Ok, welcome tất cả mọi người nha. Thì chúng ta sẽ điểm qua thị trường trong ngày hôm nay một chút nha anh chị. Đấy, tầm sau 2 giờ vẫn còn đạp về đến tận 1082, 1083 đúng không? Sau đó thì có một cái cú kéo và đóng cửa ở 1096. VN30 thì đóng cửa 1091. Hôm nay VN30 đã quay trở lại kéo thị trường tăng 7 điểm. VN Index thì tăng 4,4 điểm. Số lượng mã tăng hôm nay là 256, số lượng mã giảm là 231. Mã tăng đang tạm thời chiếm ưu thế. Hôm nay thanh khoản cả ba sàn thì thấp hơn cả hôm qua nữa. Hôm nay chỉ có 15.000 tỷ thôi. Thì trước mắt cái phiên ngày hôm nay là một phiên hồi phục về mặt kỹ thuật anh chị nhé. Còn để chính thức xác nhận thị trường tạo đáy chúng ta cần thêm vài phiên, ít nhất là 2 phiên sắp tới ha. Chứ sau phiên ngày hôm nay chúng ta chưa nói được là thị trường tạo đáy ở đây anh chị ha. VN30 hôm nay số lượng mã tăng vượt trội, 20 mã tăng và chỉ có 6 mã giảm thôi. Các mã cổ phiếu mà đóng góp vào thị trường ngày hôm nay theo chiều giảm thì chúng ta thấy tội đồ tiếp tục là Vinhome và Vietcombank. Tuy nhiên mình đánh giá thì bắt đầu từ phiên ngày mai thì hai cổ phiếu này nó sẽ tăng trở lại anh chị ha. Vinhome và Vietcombank. Ngoài ra thì Gap, Masan, VPBank cũng là những cái cổ phiếu giảm. Trong đó đóng góp vào mức giảm của thị trường hôm nay có hai cổ phiếu siêu đầu cơ, đó là HAG và ITA. Ở chiều tăng điểm thì hôm nay đại diện là Hòa Phát và nhóm thép ha, tăng rất mạnh, hỗ trợ tâm lý giữa thị trường. Tiếp theo là những cái cổ phiếu như là CTG, Techcombank, HDBank, Thế giới di động, BID, ACB, Sapeco, MBB, rất nhiều cổ phiếu ngân hàng. Hôm nay thì khối ngoại họ tiếp tục là bán ròng anh chị, hôm nay vẫn bán ròng nhưng mà bán tập trung vào cái cổ phiếu là Eximbank, và ở chiều mua thì họ mua chứng chỉ quỹ đấy. Ngoài ra một số các cổ phiếu khác cũng bị bán như là Vinamilk, SSI, HCM, Sacombank. Đấy. Ở chiều mua là mua DGC ha và chứng chỉ quỹ này. Về chuyển động ngành thì chúng ta thấy là hôm nay chính là cái hai cái nhóm lên tiếng là nhóm ngân hàng và nhóm thép. Ngoài ra thì nhóm chứng khoán, bán lẻ, hóa chất, xây dựng vân vân, rất nhiều nhóm tăng điểm trong ngày hôm nay. Ở chiều giảm thì chúng ta thấy tội đồ tiếp tục là nhóm dầu khí, nhóm du lịch, công nghiệp nặng, sản xuất, truyền thông, ô tô. Hôm nay các cổ phiếu mà có khối lượng giao dịch lớn nhất ngày hôm nay thì chúng ta thấy đại diện là có hai cổ phiếu nằm sàn là những cái cổ phiếu siêu đầu cơ, penny và đầu cơ. Hôm đó HAG khoảng vài phiên trước thì mình đã cảnh báo cho anh chị là HAG nó tạo đỉnh đúng không?
là cảnh báo cho mọi người là cổ phiếu này nó sẽ tạo đỉnh và nguy cơ nó rơi về 8, ít nhất là 10 anh chị ha. Thì thực ra cổ phiếu, những cái cổ phiếu đầu cơ như thế này á, nó sẽ không rơi thẳng đâu chị. Giai đoạn này nó sẽ không có rơi thẳng và sàn liên tục đâu. Có thể là nó chỉ giảm một hai cây sàn, sau đó thì nó sẽ có những cái nhịp hồi để tiếp tục dụ cái lực cầu vào và phân phối ha, và kéo tăng để tiếp tục phân phối trong quá trình hồi thôi. Nhưng mà về xu hướng trung hạn sắp tới thì một thời gian nữa khả năng con này nó sẽ tiếp tục hướng về vùng giá 10, thậm chí về giá 8, anh chị hãy cẩn thận nha. Nếu mà ai có ý định bắt đáy thì chỉ tham gia T cộng thôi ha. HQC cũng tương tự, hôm nay nằm sàn. Một cổ phiếu tham chiếu đó là SHB của ngân hàng, còn lại là các cổ phiếu tăng xanh. Trong đó nhóm thép ngày hôm nay tăng tốt nhất, Hòa Phát tăng 2,3%. Nhóm chứng khoán cũng có SHS tăng 2,7%, VND 1,2%, SSI tăng 1,4%, VAX tăng 2,4% ha. Nhóm ngân hàng thì có đại diện là Eximbank tăng 2,2% và Sacombank tăng 1,1%. Sacombank hôm nay mình kỳ vọng giảm thêm để bắt đáy nhưng mà nó giảm chưa đủ anh chị ha, giảm chưa đủ. Nếu mà ngày mai mà Sacombank nó giảm quay trở lại ra tham chiếu ngày hôm nay, anh chị có thể mạnh dạn tham gia vào. Bắt một nhịp T cộng thôi nhé. Đối với thị trường thế giới lúc này thì chúng ta đang thấy là một cái sắc sắc xanh. Ngày hôm qua Dow Jones thì bắt đầu tăng nhẹ rồi anh chị. Dow Jones kể từ khi vượt đỉnh thì đang tiếp tục tăng. Và với cái đà này thì Dow Jones có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên thì mình cũng chưa biết là khi nào nó mới điều chỉnh. Giá dầu thì đang ở vượt trở lại trên cái ngưỡng 72 đô rồi. Thì chúng ta sẽ quay trở lại đối với đồ thị kỹ thuật ha. Dow Jones thì vẫn tăng rướn anh chị. Chỉ số hưng phấn đang rất cao. Kể từ khi vượt đỉnh thì Dow Jones vẫn đang tiếp tục tăng đến bây giờ. Nhưng mà cái đà tăng thì đang bắt đầu chững lại trong vài phiên gần đây ha. Nếu mà nhìn vào đồ thị tuần thì anh chị thấy là cái cửa Dow Jones có thể tăng đến hết tuần này. Nhưng mà bắt đầu từ tuần sau thì chỉ số này nó sẽ có khách sạn anh chị. Dow Jones nó sẽ có khách sạn. Cho nên cái nguy cơ điều chỉnh của Dow Jones bắt đầu từ tuần sau là rất cao nhé. Vì vậy cho nên anh chị không phải là mình nói về Dow Jones mà là nói anh chị hãy chuẩn bị tâm lý. Tại vì giai đoạn vừa rồi Dow Jones tăng nhưng vừa đi chúng ta không tăng. Tuy nhiên giai đoạn sắp tới nếu Dow Jones điều chỉnh thôi nhé, không gãy không sập nhé, mà là điều chỉnh. Thì nếu Dow Jones điều chỉnh thì có thể nhà đầu tư chúng ta lại ngó Dow Jones và lại bị ảnh hưởng về tâm lý. Cái lúc mà Dow Jones tăng thì nhà đầu tư chúng ta cũng cũng ngó Dow Jones nhưng mà không dám mua theo, làm cho thị trường nó rơi. Cũng thực ra thì nói vui vậy thôi chứ nhà đầu tư thì không quyết định thị trường được, tại vì số lượng đông ngoài kia đúng không? Nhưng mà chúng ta đang nói đến chuyện là cái lúc đó tâm lý toàn thị trường chúng ta không có dựa vào Dow Jones để tăng theo. Nhưng mà chỉ cần mà cái ông Dow Jones này sắp tới mà ông giảm anh chị, kiểu gì nhà đầu tư chúng ta cũng ngó qua ông này. Cho nên chúng ta sẽ gặp một cái áp lực sắp tới, có thể là bắt đầu từ tuần sau ha, áp lực để thị trường chưa đi lên được, và mình hy vọng là cái áp lực đó nó không quá lớn và nó sẽ giúp cho thị trường chúng ta tích lũy đi ngang, giống như cái video mà nãy mình mới nói với anh chị á, mình có ghi là tích lũy tạo nền đó, kiểu vậy ha. Thì hy vọng là vừa đi chúng ta sắp tới nó sẽ trụ được và tạo một cái nền giá, và chờ cho Dow Jones điều chỉnh xong thì lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội tăng tốt hơn vào năm 2024 anh chị ha. Tháng 1 năm 2024. Năm ngoái thì thị trường chúng ta cũng có một cái nhịp điều chỉnh trong tháng 12, cuối tháng 12 và bắt đầu bước sang tháng 1 thì tăng cho đến Tết, Tết âm ha. Ok, quay lại với thị trường anh chị. Hôm qua mình có nói với anh chị là tuần này chúng ta vẫn còn cái khách sạn đúng không? Cho nên khả năng tuần này mà để thủng đáy thì không có xảy ra. Và sau phiên ngày hôm nay thị trường nó đã rút chân và nó cho chúng ta thấy cái điều đó. Khách sạn này nó sẽ duy trì hết tuần này. Tuần sau thì không còn khách sạn nữa. Cho nên tuần sau thì chúng ta sẽ xem xét lại sau. Còn tuần này để mà thị trường gãy thì chưa gãy ngay. Cơ hội thị trường đi lên hồi phục vào những phiên cuối tuần là rất cao. Có khách sạn thì có thể đầu tuần nó đạp xuống nhưng mà cuối tuần nó lại kéo là bình thường anh chị. Ok, đó là đồ thị tuần.
Về đồ thị tháng thì chúng ta vẫn đang có hỗ trợ là 1092. Về đồ thị tuần thì chúng ta vẫn có hỗ trợ ở khu vực 1086, 1088, đúng không? Và hỗ trợ sâu hơn đó là cái hỗ trợ của khung đồ thị ngày. Khung đồ thị ngày chúng ta có hỗ trợ ở quanh 1076, tức là cái vùng đáy cũ cách đây hơn 3 tuần. Rồi thì nếu mà anh chị nhìn vào cái hình vẽ của mình, hình này mình đã vẽ từ cả những phiên đầu tuần trước cơ. Cái thời điểm đó mình vẽ thì mình nói là một là vượt qua được cái hộp này thì đi lên ha, đi lên luôn. Hai là không vượt được thì phiên thứ tư nó sẽ từ phiên thứ tư nó sẽ lui về sideways, đúng không? Thì bây giờ nó lui về đúng cái cạnh bên dưới này và nó rút chân thì anh chị thấy sao? Nếu mà anh chị thấy hay anh chị hãy cho Tùng 4 con số 9 vào phần bình luận bên dưới. Anh chị nhá. Mọi người hãy cho mình 4 con số 9 vào phần bình luận bên dưới. Đấy. Thì thị trường nó đã rút chân và nó hồi phục ngày hôm nay. Tuy nhiên thì mọi người thấy là những cái giai đoạn tạo đáy thì không phải là một phiên này nó là xác nhận tạo đáy xong ha. Đây cái giai đoạn cuối tháng 11 vừa rồi này, chúng ta thấy là có những phiên giảm sau đó rút chân rồi lại có những cái phiên test lại. Ít nhất là nó sẽ cần hai phiên test lại, thậm chí là sau đó nó test lại xong, test đáy xong nó đi lên. Nó đi lên thì nó lại test lại những cái vùng nền ngắn hạn đó nữa rồi mới đi lên tiếp. Cho nên chúng ta sẽ cần ít nhất hai phiên để xác nhận cái vùng này là vùng đáy, cái vùng biên dưới này là vùng đáy anh chị nhé. Và thậm chí là cả 5 phiên, từ 2 đến 5 phiên nữa để xác nhận chính thức cái vùng này là vùng đáy. Còn sau phiên ngày hôm nay mình chưa tuyên bố đây là đáy anh chị nhé, chưa tuyên bố mà chúng ta phải chờ nhá, ít nhất là hai phiên nữa, tức là sau đáo hạn phái sinh thì chúng ta mới có thể dám tạm thời tuyên bố đây là đáy, ít nhất là hai phiên nữa, thậm chí là phải sau Noel mới tuyên bố được, tức là khoảng tầm 5 phiên nữa ha. Noel là thứ hai tuần sau rồi anh chị, ngày Giáng sinh ha, thì hy vọng là thị trường từ giờ cho đến Noel thì sẽ xác nhận đáy xong để từ Noel trở đi chúng ta có quà anh chị ha. Đấy. Thì trước mắt là ngày hôm nay thị trường nó đang đi đúng cái kịch bản chúng ta nói rồi thì chúng ta cứ vui cái đã. Tuy nhiên thì trong video tối qua thì mình có nói với anh chị là ngày hôm nay tham gia T0 được, đúng không? Ngày hôm nay thị trường hồi tốt rồi. Thì anh chị để ý sáng ngày mai á, có thể là sẽ tăng mạnh tiếp đầu phiên sáng, anh chị xem xét bán cái phần T0 đi. Đúng nguyên tắc nha. Mọi người đừng có thay đổi nguyên tắc hành động. Cái kế hoạch của chúng ta từ ngày hôm qua chúng ta đã nói ngày hôm nay mua để bán T0, trễ nhất là T1. Cho nên ngày mai bán luôn. Kể cả ngày mai mà nó có lên hơn nữa cũng không tiếc. Sau đó nó sẽ test lại. Thị trường nó chưa lên ngay được đâu, sau đó nó sẽ test lại. Thì lúc đó anh chị lại canh mua lại T0 tiếp. Nha. Thì giai đoạn này mọi người nhớ giúp mình là mua T cộng thì đánh ngắn, hàng về có lại, chốt ít nhất 50%. 50% còn lại giữ hay không tùy anh chị, nhưng cái phần đó một là chốt lại, hai là giữ, nhưng nếu quay lại giá vốn thì phải bán hồi vốn, không được lỗ, ok chưa? Còn cái phần mua T0 thì dĩ nhiên là nên chốt T0, trễ nhất là chốt T1. Ví dụ anh chị mua sáng ngày hôm nay hoặc là kể cả chiều ngày hôm nay khoảng tầm 2 giờ, cái thời điểm hoảng loạn, nếu mà anh chị mua thì chiều hôm nay sẽ chưa bán kịp thì sáng ngày mai chị bán khi thị trường nó hồi tốt hơn ha. Ok chưa? Rồi, nhớ giùm mình cái điều đó nha. Để làm sao? Để chúng ta duy trì cái tỷ trọng 50% đổ lại và chưa gia tăng tỷ trọng ha. Cứ an toàn là trên hết. Thì nếu mà thị trường mà đi đúng cái kịch bản của mình nói thì khả năng là từ giờ đến qua đâu, qua Noel thì nó sẽ xác nhận vùng đáy. Và đến cái thời điểm mà bước sang năm mới 2024 anh chị, có thể là thị trường bắt đầu bước vào một cái đợt tăng giá ha, bắt đầu bước vào một đợt tăng giá theo cái mũi tên màu xanh này. Còn nếu mà trường hợp xấu á, thì là bắt đầu bước sang sau Noel, đặc biệt là cái giai đoạn mà cuối tháng 12 á, những cái ngày cuối tháng 12 thì nếu mà nó xấu thì có thể một lần nữa nó quay lại test lại cái vùng đáy này, và nếu mà cái lần thứ ba mà quay lại vùng này thì nguy cơ gãy là cao chị nhé.
Cho nên chúng ta sẽ thận trọng vào cái giai đoạn mà cuối tháng 12, cái tuần cuối tháng 12 á, tức là cuối tuần sau á, cuối tuần sau nha. Đấy. Còn từ giờ đến cuối tuần này thì chúng ta sẽ yên tâm thị trường ổn. Ha. Cái giai đoạn cuối tuần sau hoặc là đầu năm 2024 á, thời điểm đó chúng ta mới mới sợ hãi. Không phải sợ mà là thận trọng thôi. Nhưng mà từ giờ đến đó còn khá xa, cho nên lúc đó thì mình sẽ coi lại thị trường, lúc đó thì mình sẽ đánh giá lại cho anh chị sau. Nếu mà thị trường yếu thì sẽ nói anh chị để bán. Còn bây giờ thị trường nó đang khá ổn và mình đến thời điểm này lại tiếp tục tự tin là cái kịch bản sideways này nó sẽ tiếp diễn cho đến sau Noel ha. Và bước sang năm 2024, tự tin là thị trường nó sẽ theo cái mũi tên màu xanh để đi lên chị. Mũi tên màu xanh đi lên thì trước mắt là target chúng ta về khoảng 1170 trước đi. Đấy. Đây ha. Ok chưa anh chị? Ok chưa? Thậm chí là lên 1205 trước Tết ha, trước Tết. Đây. Ok chưa? Thì cái mũi tên màu xanh này lúc này mình vẫn đang đánh giá cao, đặc biệt là sau phiên ngày hôm nay. Ngày hôm qua mình đã nói rồi đúng không? Tuần trước mình đã nói từ thời điểm mà thị trường nó ở trên đây nữa anh chị. Thì mình đã nói cái kịch bản này rồi. Anh chị cứ mở những video trước đó anh chị coi lại. Mình không có nói vút đuôi, mình nói rất là rõ ràng cụ thể từ trước ha. Thì đến bây giờ nó vẫn như vậy và cái kịch bản này mình vẫn đánh giá cao. Khi mà thị trường sideways xong á, tạo đáy xong thì lần tới nó sẽ đi lên và vượt qua được cái đỉnh 1130 để hướng về 1170 và 1200. Ok chưa? Rõ ràng nha. Thì sau sau Noel và cái giai đoạn cuối tháng 12 thì mình sẽ đánh giá lại, nếu mà thị trường rủi ro gãy thì lúc đó sẽ báo anh chị bán, còn bây giờ tạm thời anh chị cứ yên tâm. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta còn phiên ngày mai và ngày thứ năm có nguy cơ nó lại test lại cái đáy này một lần nữa, có thể nó lại tiếp tục tra tấn anh chị ha. Giống như 3 tuần trước thôi, nó tra tấn anh chị 2-3 phiên gì đó, sau đó nó mới vỡ òa hạnh phúc ha. Ok thì chúng ta sẽ tiếp tục là chịu đựng thị trường thêm một thời gian nữa anh chị nhé. Nó giống như là con gái lúc mới yêu cứ giận hờn vu vơ vậy anh chị, đến lúc mà chinh phục được thì nó sẽ đi lên rất là nhanh nhá, anh chị cứ yên tâm. Ok, còn quay lại với Ichimoku của chúng ta thì ngày hôm nay chạm mây rút chân khá là tốt, thì dự kiến sắp tới thì có thể là tiếp tục đi lên. Và nếu mà những phiên tới mà thị trường nó test xong mà nó hồi lên được cái vùng trên này thì quá ngon anh chị. 1103, nếu mà vượt được 1103 để đi lên tích lũy ở trên cái khu vực trên này thì sau sau năm 2023, bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 thì cái thị trường chúng ta cơ hội đi lên mặt nó lại còn cao hơn. Đấy. Tức là cái thời gian tích lũy đi ngang này dự kiến là nó sẽ cần 2 4 6 8 10 phiên nữa anh chị. 10 phiên nữa, hôm nay là ngày 19 rồi ha. Ngày 19. Hết 3 phiên tuần này cộng với 5 phiên tuần sau là 8 phiên, thì dự kiến là nó phải đi ngang cho đến hết năm 2023. Sau đó thì qua năm 2024 cơ hội tăng nó mới tốt. Đấy. Vì vậy trong giai đoạn sắp tới thì khả năng là nó sẽ tiếp tục sideways ở đây nha. Có nghĩa là anh chị hiểu không? Mình nói là từ giờ đến đáo hạn phái sinh thì khả năng là thị trường nó sẽ tạo cái đáy ở đây thành công ha. Sau đó thì qua Noel thì nó bước lên cái vùng sideways này. Đó, và từ Noel cho đến qua Tết Dương lịch thì nó sẽ đi ngang trong cái vùng sideways này. Rồi hết Tết Dương lịch khi mà chúng ta quay trở lại giao dịch đó, thì có thể là cái tuần đầu tiên đó thì nó mới có những cái cơ hội để chinh phục những cái vùng đỉnh này để vượt đỉnh. Lúc này chúng ta đang có 2 đỉnh đúng không? Thì về nguyên tắc thôi, nếu mà không thủng đáy thì nó phải vượt đỉnh. Còn nếu mà lần tới mà quay lên mà không vượt đỉnh được nữa thì nó lại có nguy cơ quay lại thủng đáy thôi. Nguyên tắc vậy thôi anh chị. Đúng không? Trong một cái hộp thế này mà nếu mà lần tới đi lên mà không vượt qua được cái hộp này thì nguy cơ nó rơi xuống. Còn nếu mà vượt được cái hộp này thì nó bung nắp thôi. Đấy, đơn giản vậy thôi. Ha. Ok.
Thì nguyên tắc của chúng ta, kịch bản của chúng ta đã nói rồi nhé, khá là rõ ràng. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi lại một số cổ phiếu anh chị nhé. Nói chung là ngày mai thì ai mà mua T0 ngày hôm nay thì canh ngày mai bán. Còn ai mua T cộng thì cứ chờ hàng về rồi anh chị chốt lại ha. Từ giờ cho đến những phiên tới, nếu mà khi nào thị trường nó test lại và có cơ hội mua T0 thì mình lại tiếp tục nói anh chị nhảy vào mua. Nhưng mà tóm lại là trong vòng 2, 4, 6, 7, 7 phiên tới là thị trường nó sẽ an toàn. Để nguy cơ mà gãy thì nó sẽ không gãy. Nếu mà gãy thì nó đã gãy trong ngày hôm nay, hôm qua là hôm nay đi bụi á, thì nó đã gãy rồi. Hoặc là nó đã gãy khoảng 3 tuần trước cái thời điểm những cái phiên ngày 24 và ngày 28 tháng 11. Nếu mà nó gãy, nó đã gãy vào những cái phiên đó rồi. Cho nên chúng ta đang thấy là tạo lập thị trường họ đang cố giữ ở những cái vùng quan trọng này. Họ đang cố giữ những cái vùng quan trọng này ha. Giống như giai đoạn đầu năm vừa rồi thôi. Nè, khi mà thị trường điều chỉnh thì nếu mà gãy thì nó đã gãy những cái vùng này, này. EMA này. Nó tiệm cận những cái vùng rất nhạy cảm đúng không anh chị? Nếu nó gãy thì nó đã bị EMA hút về nhưng mà nó không xuyên qua. Nếu chứ những cái giai đoạn này mà đi bụi là nó đi rồi nhưng mà tạo lập họ đã cứu thị trường và đưa thị trường đi lên ha. Đấy, những cái giai đoạn này EMA này, nó hút về đúng đó xong nó giữ. Đấy, sau đó nó bật lên. Cho nên nếu mà gãy thì bây giờ cũng vậy, nếu mà gãy thì nó đã gãy từ phiên hôm nay rồi. Hoặc là 3 tuần trước nó đã gãy rồi. Những cái giai đoạn nhạy cảm đó nó không gãy thì gần như cái cơ hội để thị trường đi lên là rất cao. Dĩ nhiên là lúc này chưa có cái gì tích cực, thế giới tích cực thì đã tích cực rồi nhưng mà thị trường chúng ta chưa lên được. Thì thường những cái lúc tích cực xong á anh chị, thị trường nó sẽ có một cái độ trễ để hấp thụ thị trường chúng ta, kỳ lạ vậy. Hoặc là theo thuyết âm mưu thì mình đang nói đến cái việc là lái hoặc là tạo lập họ đang làm như vậy để họ tiếp tục gom hàng, họ tiếp tục gom hàng ha. Cho những người đang ở trên tàu, người ta chán nản quá, người ta bán hết, người ta rời tàu, lúc đó tàu chạy mới nhẹ mà êm. Đấy, theo thuyết âm mưu là như vậy. Còn nói về vĩ mô thì đó là cái giai đoạn mà thị trường nó cần hấp thụ những người, người ta nhìn về tương lai, nhìn vào kỳ vọng tương lai họ sẽ lên tàu. Những người mà nhìn về những cái tiêu cực của tương lai của thị trường, tức là mình thấy rất nhiều người ta nói là kinh tế Việt Nam rất là yếu so với thế giới, rồi nguy cơ ABCD gì đó năm sau sẽ rất là xấu này nọ, thì những người đó người ta đang nhìn về tiêu cực thì họ phải bán hết đi, họ phải cắt lỗ đi, thì lúc đó thì thị trường nó mới đi lên ha anh chị ha. Giống như cái đợt đầu năm thôi, thị trường nó cũng lình xình sideways và có những cái lúc mà nó đạp xuống, sau đó thì nó lại cứu thị trường thoát hiểm trong gang tấc thôi. Thì những cái phiên như ngày hôm nay nó cũng tương tự như vậy ha. Ok, thì khả năng của chúng ta là thị trường nó có cái kịch bản như vậy thì mình nói rất là xuyên suốt ha, không chưa có gì thay đổi anh chị nhé, chưa có gì thay đổi. Khi nào thay đổi thì mình sẽ nói với anh chị sau. Còn ít nhất là trong vòng 7 phiên tới thì thị trường sẽ an toàn. Thì cái cách của chúng ta trong 7 phiên tới vẫn tiếp tục là có điểm mua T cộng thì chúng ta mua đánh ngắn. Còn không có điểm mua T cộng thì cứ canh những cái nhịp mà nhúng xuống thì tập trung T0, hàng có sẵn trong danh mục ha. Ok, tiếp tục điểm qua một số nhóm cổ phiếu như là cách đây 2 hôm thì mình có nói là nhóm thép mà là có điểm mua nè anh chị ha. Cách đây 2 hôm thì nhóm thép hôm nay nó đã hồi phục tốt rồi. Trong video cách đây video mà mình làm tối chủ nhật đó, thì mình có nói là anh chị quan tâm nhóm thép ha, có điểm mua T cộng. Nay nó hồi phục tốt nè. Nam Kim thì hôm đó là mình nói là chưa có điểm mua đúng không? Mình nói là anh chị ưu tiên Hòa Phát và Hoa Sen. Đấy, thì hôm nay 2 cổ phiếu này nó đều hồi khá tốt. Nhưng mà Nam Kim thì là cổ phiếu mạnh nhất. Tuy nhiên thì Nam Kim thì nó đang tạo một cái cốc và nó tạo một cái quay cầm ở đây nè anh chị. Thì đối với con này nếu mà anh chị nào mà chấp nhận mạo hiểm, ngày mai mà nó vượt qua được cái vùng giá 24 này thì anh chị có thể nhảy vào đua được. Nhưng mà anh chị chú ý là nếu mà để mà đua cái cổ phiếu này thì không nên là mua quá nhiều nha. Mặc dù là có những cái sự kỳ vọng nhưng mà thị trường lúc này thì nó vẫn đang rủi ro. Thì tùy anh chị cân nhắc thôi. Nhưng mà nếu mà tham gia mà đua Nam Kim á, thì cái thời điểm rất out đây nè anh chị. Rất out khỏi cái phiên này thì cơ hội mà để Nam Kim đi lên đó
thì mình vẽ sẵn cái target là 28, 28.5. Tức là cơ hội để cổ phiếu này đi lên là còn lên đến 28, 28.5. Hoặc là ít nhất là nó sẽ đi lên cái kháng cự giao găm của chúng ta ở quanh cái vùng giá 26 ở đây. Là cơ hội đi lên vẫn còn nhé. Đấy, cái này là xét về target của mô hình này thôi, nhưng mà mô hình này chưa chắc nó đã thành công chị nhé. Cho nên vì vậy mới nói là cái điểm mua này là điểm mua mạo hiểm. Và đặc biệt là hết tuần sau, tức là qua cái đầu năm 2024 á, thì cổ phiếu này nó sẽ có khách sạn tuần hút giá về trở lại cái vùng bên dưới, có thể nó sẽ quay lại nó test lại cái vùng quanh 22 một lần nữa. Đấy, 22, 23 gì đó một lần nữa. Cho nên những cái điểm mua này là một cái điểm mua mà mạo hiểm anh chị nhé, tức là mua khi vượt đỉnh á, nó là mạo hiểm nhưng mua được. Dĩ nhiên là ai mà chấp nhận mua thì anh chị phải chấp nhận là rủi ro nó cao. Ngược lại nếu mà nó đúng á, thì lợi nhuận anh chị sẽ cao từ đây mà lên đến 28. Từ 24 lên đến 28 có 4 giá. Lợi nhuận nó sẽ cao nhưng ngược lại rủi ro nó sẽ cao. Đấy thì nếu mà anh chị đua trong phiên ngày mai anh chị sẽ chấp nhận. Nếu mà cái việc đua này không thành công nha, không thành công. Việc đua này không thành công thì anh chị sẽ phải cắt lỗ nếu nó gãy dưới cái mốc là 23. Đấy. Hoặc là anh chị nào mà gồng tốt nữa thì cắt lỗ dưới 22.8, có nghĩa là anh chị sẽ phải cắt khoảng 5 cho đến 6% nếu mà anh chị đua trong phiên ngày mai ha. Ngược lại nếu mà nó đúng thì có thể là chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu? Từ đây mà lên đến 28 là anh chị sẽ kiếm được khoảng tầm 16%. Ok chưa? Thì mình nói rất là rõ cái cách thức mua và tham gia nhé. Thì tùy anh chị thôi. Còn nếu mà dĩ nhiên ngày mai mà nó không tiếp tục tăng mà nó quay trở lại trạng thái tích lũy thì lúc đó chúng ta lại tiếp tục là canh mua ở cái vùng bên dưới này thôi. Thì rủi ro nó sẽ ít hơn so với chúng ta mua đuổi ha. Đấy. Còn nếu ngày mai mà nó vượt thì anh chị có thể mua, nhưng mà thị trường này thì mua vượt, mua đuổi. Đặc biệt là sau phiên ngày hôm nay nó đã tăng 5,5% rồi thì chắc chắn là cái việc mua đuổi đó nó sẽ tương đối rủi ro ha. Nó sẽ tương đối rủi ro. Ok, thì anh chị cân nhắc nha. Chị cân nhắc. Rồi, đến nhóm chứng khoán. Nhóm chứng khoán thì SSI hôm nay chạm hỗ trợ bật. Thì nhóm này ổn, có thể tiếp tục giữ. Hoặc là ai mua hôm nay thì ok ha. Hàng về thì lên quanh cái vùng đỉnh cũ này, anh chị cứ chốt 50% cho mình. Video hôm qua mình nói rất rõ rồi. Lên quanh cái vùng giá tầm 33, 33.3, anh chị cứ chốt 50%. Phần còn lại anh chị gồng lại ha. VND cũng vậy, lên quanh cái vùng đỉnh cũ này khoảng tầm 22.3, 22.5. Anh chị cứ chốt 50% cho mình. HCM. HCM cũng tương tự, quanh cái vùng khoảng tầm 32.2, 32.3, chốt 50%. VCI thì yếu hơn, tuy nhiên VCI có thể là ngày mai nó sẽ vượt được cái cản 41.6 này, nó có 5 phiên. Kể từ cái phiên mà gãy hỗ trợ đến bây giờ nó có 4 phiên duy trì được cái vùng này, tức là không rơi thêm. Tức là nó đang cho thấy cái sự giữ giá rất tốt ở đây ha. Thì chỉ cần ngày mai vượt 41.6 thì anh chị nào đang có hàng có thể gia tăng được. Nhưng gia tăng đánh T0 thôi nha, và chờ nó lên đến cái tầm 43.5 này anh chị, quanh cái đỉnh cũ này anh chị cũng chốt 50% cho mình. Hoặc là nếu mua gia tăng T0 thì lên cái vùng đó cũng bán cái phần T0 đi ha. Ví dụ vượt 41.6 anh chị gia tăng đúng không? Lên 43 cho đến 43.5 anh chị bán cái phần T0 nó đi ha. Còn ai có sẵn hàng thì cũng lên nó chốt lời. SHS cũng tương tự thôi, quanh cái vùng đỉnh cũ 19.6 cho đến 20, vùng này hạ 50%. MBS cũng khá mạnh thì lên quanh cái đỉnh cũ này cũng hạ. Anh chị thấy MBS nó test đẹp không? Sau khi vượt mà nó đánh nó test lại. Dĩ nhiên là những cái thời điểm test này cổ phiếu sàn Hà Nội thì anh chị không khớp được cái giá dưới này đâu, chứ còn khớp được thì mình đã hô khách hàng mua rồi. Chẳng qua là đội lái ở đây họ cứ vẽ nến thôi, không khớp được. Nhưng mà tóm lại là nếu mà nhìn vào nến thì chúng ta vẫn thấy là test khá đẹp. Con này giữ giá tốt thì lên quanh cái vùng đỉnh cũ này anh chị cứ bán 50% cho mình, còn lại tùy anh chị gồng ha. Theo Tùng đánh giá thì bước qua cái giai đoạn đầu năm 2024 á, có thể là cái nhóm chứng khoán này nó sẽ còn một cái nhịp điều chỉnh.
Tức là tuần này nó cơ hội tăng cho đến cuối tuần. Sau đó tuần sau vẫn còn cơ hội tăng tiếp. Nhưng mà dĩ nhiên là phiên tăng, phiên giảm, phiên tăng, phiên giảm ha. Đấy, nhưng mà bước qua cái tuần đầu tháng 2024 có thể là nhóm này nó là một cái nhịp rũ bỏ cuối cùng trước khi nó chạy anh chị. Đấy, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng ha. Tóm lại là từ giờ chúng ta vẫn tiếp tục chốt lời ngắn hạn đối với nhóm này. Đấy, ông chứng khoán khá ổn ha. Một số cổ phiếu như SBS này, vẫn còn điểm mua này, anh chị thích mua thì mua này. Ai chưa có hàng thì mua, hoặc là VDS này. Nhảy vô mua đánh T cộng được nè anh chị. Điểm mua còn khá tốt. Hoặc là kể cả con VCI này ngày mai mà vượt 41.6, anh chị nào thích đánh T cộng thì cũng cũng đánh được. Nhưng mà đó là đối với ai chưa có cổ phiếu chứng khoán thôi ha. Còn có rồi thì cứ mua thêm cái cổ phiếu mình đang có anh chị nhé. Đừng có mua thêm cổ phiếu khác. Đấy. Cái nhóm khu công nghiệp hôm nay cũng đang thấy sự quay trở lại. Thì đối với GVR ngày mai mà vượt qua được 19.7 thì tạm ổn thôi. Nhưng mà nó sẽ còn test đi test lại, chưa chạy ngay được ha. Đấy, nó vượt, nó gãy xong nó mà vượt lại thì còn test lại. KBC cũng vậy, hôm nay quay trở lại đóng cửa ngay hỗ trợ thì có thể phiên ngày mai nó vượt được nhưng mà sau đó nó còn test lại. Nhóm đầu tư công thì yếu hơn, đầu tư công thì đang còn vài phiên nữa mới vượt trở lại được. À, nói chung là điểm mua đầu tư công thì chưa có, cần phải theo dõi thêm ha anh chị. Đấy, đầu tư công thì chưa ha, đều đang khá yếu và đang hồi phục nhẹ thôi, chưa đáng kể. Đầu tư công thì có một cổ phiếu đó là HHV, hôm nay mình chờ nó về đến 14.5 để mua nhưng mà nó không về. Đấy, điểm mua thì cũng không có. Nhóm ngân hàng thì có STB. Hôm nay cũng hôm qua có nói mọi người điểm mua đúng không? Thực ra hôm nay nó không về tới cái vùng mua nhưng mà nếu mà ai chấp nhận mua cao thì cũng ok. Hôm qua mình có nói đó, ví dụ về đến điểm mua anh chị mua 50% thì cái điểm cao hơn thì anh chị có thể mua 20-30%. Trong video tối qua mình nói rất rõ đấy. Cho nên ai mà mua ngày hôm nay cũng kiếm được 2% rồi đó. Có con VPBank ngày hôm nay nó cũng vậy, quay lại cái vùng mua 18 này. Con này ngày hôm nay nó chạm cái vùng 18. Ai mà mua được hôm nay hoặc là ngày mai mà nó nhúng đỏ thì anh chị cứ mạnh dạn mua nhé. Ngày mai STB hoặc là VPBank mà tiếp tục nó là một cái nến đỏ, anh chị cứ mạnh dạn mua cho mình. Đấy. Vietcombank ngày hôm nay rút chân ha, khả năng là Vietcombank nó cũng sẽ có cái đáy ngắn hạn ở đâu đây. Nhưng mà điểm mua thì không đẹp. LPB thì một vài phiên nữa, 14.7 này mới là điểm mua này. Ok, thì nói chung ngân hàng mà muốn mua anh chị cứ ưu tiên STB hoặc là VPBank cho mình. Ngày mai mà chỉnh thêm thì mua ha. Thì tóm lại là nếu mà nhiều cổ phiếu có điểm mua thì chúng ta thấy là thị trường đang ổn chị ha. Chưa có gì đáng sợ cả. Thì mọi người cố gắng là hành động như mình nói thôi. Yên tâm, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn này một cách an toàn, giữ được tiền và thậm chí là kiếm được tiền. Dĩ nhiên là giai đoạn này chúng ta chưa kỳ vọng kiếm nhiều, nhưng mà kiếm ít là có thể xảy ra anh chị ha. Ok, thì Tùng sẽ kết thúc video ở đây nhá. Hy vọng là anh chị ổn định tâm lý sau phiên ngày hôm nay. Một phiên mà gần như là chúng ta đã thấy khá là cởi mở cho thị trường rồi ha, khá là ổn rồi. Hy vọng là thị trường nó sẽ tiếp tục đi theo đúng cái kịch bản mà mình nói ha, để giúp cho chúng ta kiếm được tiền và đặc biệt bước sang năm 2024 có một con sóng ăn Tết tốt cho tất cả mọi người ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi, thì Tùng sẽ kết thúc video ở đây. Anh chị nhớ cho Tùng những quả tim hoặc là thả 4 con số 9, hoặc là mọi người hãy like, share giúp cho Tùng lan tỏa video nhiều hơn. Ai chưa đăng ký subscribe kênh thì nhớ bấm vào nút subscribe nha. Ở số điện thoại của mình ở phía trên màn hình 0902 986 119. ID là 8774. Welcome tất cả anh chị nha. Bye bye cả nhà.